Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum Ngày bây giờ là 4 giờ 50 uh, Chiều ngày 5 tháng 12 2023 Nhiệm vụ luôn Về tín hiệu giá của Ethereum thì nó không có thay đổi cho máy Nó đang nằm trong cái sóng số 3 lớn Sau đó mình sẽ có sóng số 4 Sau đó là sóng số 5 okay. Đây là những con giá của sóng số 3 Đây là những con giá của sóng số 4 Và đây là những con giá của khoảng sóng số 5 Khoảng nha khoảng Xác suất vẫn vậy, nếu nó vẫn giữ được trên 22, 10 đô là mình sẽ có một sự râu ria nữa. Đây, đây là những cái sóng nhỏ của sóng số 3, sóng số 1, sóng số 2, sóng số 3, sóng số 4 và sóng số 5 là mình sẽ có một sự râu ria nữa nếu nó giữ được trên 22, 10 đô. Ok, thì ngay bây giờ là nó là 22, 8 đô. Nếu mà nó giữ được trên 22, 10 đô thì nó có thể lên tới những con giá này cũng giống như là uh, 22, 79, uh, 30, 23, 16, 16. 23, 45. Ok, rồi sau đó là sóng số 4 mới được diễn ra. Lúc mà sóng số 3 đã kết thúc, ok, nó bắt đầu quay đầu thì những con số này có thể thay đổi. Nhưng đây là những con số nếu mà nó sập luôn ngay bây giờ mình có thể sử dụng. Thì để cho sóng số 4, để cho sóng số 5 được xảy ra, nghe tới có con giá 2, 2 ba 2 rưỡi thì lúc mà sóng số 4 xảy ra đó, ok, thì nó phải giữ chân giữ ở trên cái con 21 10 đô. Nếu giữ được trên 21 10 đô á, thì sóng số 5 mới mới xảy ra, còn không có là tất cả mọi thứ sẽ sập sập xuống. Nếu nó sập thì nó rơi lại cái vùng này, cái vùng vừa rồi, nghe cái vùng này. Và cái vùng này 1955 mà chống không được nữa thì nó rơi tới cái vùng này. Ok thì mình đó cho bạn một sự cảnh báo trước thôi. Nhưng ngay bây giờ ngắn hạn, hồi hôm qua mình vẽ cho bạn được một đường chỉ này mình đã nói cho bạn xác suất nếu mà nó vẫn giữ được trên cái đường chỉ này xác suất vẫn là lên thì ngay bây giờ bạn thấy nó chống hai cái râu ri của khung 2 giờ rồi sau đó nó quay đầu đi lên thì nó chống khá là ok cái chống lưng của mình ngay ngay bây giờ nó cũng chống vẫn là ok bởi vì nó không có sập đổ xuống ngay bây giờ nó chỉ cách có một đô thôi đúng không 22 10 đây là 22 9 thì xác suất là nó vẫn quay đầu đi lên có nghĩa là nó sẽ râu ri tới cái vùng này sau đó mình sẽ có cái sóng hồi đúng không sau đó mình sẽ có cái sóng hồi sóng số 4 và sau đó là sóng số 5 nhớ mình nhắc luôn cho bạn nếu mà cái đợt này nó đi lên mà nó cắn được hơn ba ngàn rưỡi thì chỗ đó không có một cái kháng cự nào nữa nó có thể bay rất nhanh cho tới những con số tới bốn ngàn năm ngàn vân 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 thì đây là mình một cái thông tin mình đưa chia sẻ cho bạn trước thôi ngay nhưng ngay bây giờ này nó chưa có xảy ra ngắn hạn thì nó sẽ râu ria lên tới đây nghe sóng số 5 nhỏ râu ria lên tới cái vùng những con giá này sau đó nó sập thì đó là cái xác suất ngay bây giờ cao nhất cho cái đồng cho cái đồng cho cái đồng Ethereum ngay bây giờ nghe cái đồng Ethereum ngay bây giờ ok um, thì nó là vậy vừa rồi mình có làm một cái video của BTC ok mình nói là có thể là nó sẽ đánh vỡ cái con giá 43 ok và bay lên tới cái vùng tới tới 50 58 lần ok coi cái video tín hiệu của BTC vừa rồi nó cực kỳ quan trọng và nếu mà BTC nó chạy như vậy ok thì Ethereum ok có thể là nó chạy theo ok có thể là nó nó sẽ gọi là nó nó VDC chạy luôn ngay bây giờ ok thì Ethereum vẫn có thể râu ria lên tới 30 ok tới 30 uh, 23 75 có thể tới 34 có thể là 25 lần có nghĩa là 2500 2500 và hơn hơn nữa ok thì uh, dựa theo những gì ngay bây giờ thì riêng Ethereum thì mình nghĩ nó tới đây thôi rồi sau đó nó hồi nghe nhưng nếu mà BTC chạy thì có thể là Ethereum chạy theo thì mình sẽ cập nhật cái video mới cho bạn xác uh, suất ngay bây giờ ngay ngay bây giờ gọi là nó chống uh, nó dưới chỉ dưới một đô thôi đúng không của cái con giá này thì xác suất vẫn là lên có vẻ là cái đường chỉ đen này nó, nó giúp đỡ rất nhiều nghe nó chống ở đó bạn thấy là, là bây giờ là 3 giờ vừa rồi 2 giờ mấy nó chống khá là ok thì mình nghĩ xác suất là nó vẫn là lên ngoại trừ nó nằm dưới con này nghe gọi là giờ này qua giờ nọ thì mình nói là sóng số 4 đang được diễn ra và sóng số 4 sẽ đáp cánh ở cái vùng này à, vậy thôi à, không có nhiều thông tin mới lắm ok xác suất vẫn là lên 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 ngắn hạn nếu nó vẫn giữ được trên con giá này ok À, nếu nó vẫn giữ được trên con giá này không chỉ vậy nữa nếu nó vẫn giữ được trên cái vành đen này xác suất là sóng số 5 nhỏ này thì vẫn được diễn ra còn mà nó rớt dưới cái 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 vành đen này thì có thể là sóng số 4 đã được diễn ra rồi dưới cái vành đen là dưới cái đường chỉ đen này nè ok thì đây mình vẽ một cái đường chỉ một cái khu cho bạn ok à, đó mình bỏ một cái màu này cái đó là một cái màu cơ hội nếu nó rớt dưới vành đen thì là một cái màu cơ hội cho đánh những cái lệnh sốt xuống cái cái vùng giá giá này ok Um, còn đi lên nữa thì đây đây là những cái con giá mà nó sẽ cắn ok thì mình đã nói rồi thì nếu mà nó gọi là bập bên đi lên nữa thì đây có thể là mình phải vô một cái lệnh lon ok ngắn thôi nhớ là ngay bây giờ cũng không phải là thời điểm vàng để để vô lệnh nghe bởi vì sao lệnh mà sóng số 1 đã kết thúc sóng số 2 để kết thúc sóng số 3 để kết thúc sóng số 4 để kết thúc bây giờ sóng số 5 là gọi là râu ri cuối cùng từ 4 tới 5 thôi thì cái sợi cái sự mà chốt đơn thì không được bao nhiêu nếu mà bạn đã vô lệnh thì bạn đã vô lệnh ở dưới đây Cùng với mình rồi Thì đây là một cái sự ngon lành Ok à, Nhớ không phải cần Không phải cần là sống nào mình cũng vô Nha à, Vừa rồi là mình chốt khá là nhiều Với cái đồng Ethereum này rồi Ok à, Vừa rồi là mình đã nói là Sau khi nó Nó phá vỡ 2140 là nó sẽ Bung 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 Và vừa rồi nó bung khá là Khá là ok Ok FOMO tham Ok Thì à, Gọi là cái FOMO có thể là đã kết thúc rồi Ngay bây giờ là gọi là nó bình thường lại rồi Thì à, Có thể là nó sẽ gọi là nó 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 sẽ chậm nó gọi là nó đi không nhanh giống như vừa rồi nghe đi không nhanh giống như vừa rồi okay. um, vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái đồng uh, cho cái đồng ethereum này Xin chào mọi người nhớ um, nếu tìm được kiến thức đừng quên ấn vào cái ngón tay bên dưới cho mình cảm ơn cảm ơn và cảm ơn